Trời ơi, cả nhà con trôi nè. Trời ơi, con trôi 4-5 kg. Trời ơi. Chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị ngày mới vui vẻ. Bây giờ em cũng 12 giờ đêm nữa cả nhà. Em đang ngồi ngay cầu của Mỹ nè. Mấy nay em có quay mấy cái clip trước á, nói chung là mấy nay cũng bị, nói chung ngày bà cậu mà cả nhà, bị mấy anh em cũng thăm viếng cũng mấy lần. Cho nên tối nay em đi canh. Nãy giờ ở ngoài cầu thấy neo canh nãy giờ. Nhưng bây giờ vô tới đây rồi nước cũng cạn rồi. Bây giờ mà cả nhà mình theo dõi nước cũng kém, nay không biết có gì không cả nhà. Nhưng mà mình đổ có mấy cái nào đẹp mà ngon ngon nào, có cá đồ bự đồ kia quay lại cho cả nhà mình xem cho đỡ buồn nha cả nhà. Và bây giờ mời cả nhà theo chân án sông nước Sài Gòn đi đổ nước đêm nữa nha cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà theo án nha nha. Rồi đổ luôn cả nhà ơi. Trời ơi cả nhà ơi. Trời ơi, cái đầu tiên mà sao lúc nào cũng chỉ đó. Trời ơi, này con dối nè. Con dối. Ơi, dối ơi. Ơi. Trời ơi, cả nhà con trôi nè. Quá hết rồi cả nhà ơi. Trời ơi, con trôi 4-5 kg. Trời ơi. Trời ơi. Thôi hết thân rồi. Hết thân hết lần luôn. Trời ơi, vô khủng lắm rồi. Trời ơi. Trời ơi cả nhà ơi, con khủng long ơi. Trời ơi. Trời em ơi. Quê em nổi luôn. Trời ơi cả nhà ơi con nè. Trời ơi nó bự hết nguyên cái bằng của mình với em luôn. Trời ơi mừng quá. Trời ơi cá này có tiền lắm cả nhà ơi. Trời ơi. Trời ơi cả nhà thấy khủng không cận máy luôn nè cả nhà. Trời ơi nó khủng thiệt. Cái này 4-5 kg quá. Trời ơi. Trời ơi đưa cái đầu nè. Má trời ơi. Đang quay mà em đang giới thiệu ấy đó, cá mà cái máy thì em không có đem theo, bữa nay em đâu có nghĩ suy nghĩ là đi quay clip đâu, mà thấy có cá vậy em chia sẻ lại. Gặp cái máy này, cái máy của em, điện thoại của em nó đang quay tự nhiên nó không đủ dung lượng, nó tắt ngang luôn cả nhà. Trời ơi cá này nè cả nhà ơi, có ăn nè cả nhà ơi. Sáng em thủ á. Trời ơi con ông. Ây da. Trời ơi quá trời ơi. Trời ơi sáng em đổ sao mà vô một cặp luôn. Trời ơi còn cặp. Trời ơi cặp cò luôn cả nhà. Ồ cái này nè còn ngon quá trời luôn, thịt cả nhà ơi còn cứng ngắc luôn nè. Ồ cái này lát em nhổ lông luôn nè, nhổ lông này nè, cái này của em về em ăn này, em riêng này lát em về em ăn riêng. Trời quá trời luôn nè cả nhà. Ồ mấy kia em quay không được, tự nhiên hết dung lượng cái máy, hết dung lượng độc thiệt nè. Cá hồi vệ cá đồ nè, cá hồng tâm bữa nay tôm quá trời luôn, tôm nè. Trời ơi mê chưa cả nhà ơi. Nè có con tôm lóng rồi nè, tôm lóng đã chưa, còn lương nữa nè cả nhà. Thôi bây giờ để em test sơ cái em lựa nha cả nhà. Ủa chỉ có mấy cái giảm này nó có nhiều thôi, với mấy cái kia nó không có nhiều. Trời ơi cái thuốc. Trời ơi cái này nè, chiều mưa cái này cái giảm nè cả nhà, nghe cái giảm nghe cái tàu rồi. Cái giảm kia nó không có, cái này có. Quay mấy cái có rồi chứ còn mấy cái không có. Nó không có quay. Trời ơi đây nè cả nhà ơi. Ồ cái này dữ thiệt, cái này chắc là mua mánh luôn á. Trời ơi quá trời luôn. Trời ơi tép mà cả nhà ơi, thấy khủng thiệt, cái chép này mình thả nha. Ôi. Trời ơi đây nè cả nhà ơi, cái rô nè. Trời ơi cắm dừa nè, cắm cạn nè. Rồi cái chép nữa anh thả luôn nha. Trời ơi cắm dừa quá trời luôn rồi cả nhà, cắm dừa cắm cát. Trời ơi cắm dừa nó chết queo rồi. Chết mà còn ăn được.
Ủa cách chi? Trời ơi nè. Tôm nè cả nhà. Trời ơi tôm nè. Tôm với lại mà cá lòng tông rồi nè. Trời ơi con cá ngon ghê không? Ở còn con cá chép này nữa em thả luôn. Cái máy em thiệt cả nhà đang quay luôn mà cá này ngon lành luôn á mà cả nhà tự nhiên nó nhảy bắt đầu nó bắt đầu để hết dung lượng nữa cả nhà. Cái máy của em lúc này sao quay không được luôn. Thiệt tức thiệt hết chứ. Ôi quá trời tôm luôn rồi cả nhà. Máy em tức quá trời luôn, khóc luôn, em quay clip tối này cũng hỏi xong rồi. Khổ ghê luôn á mà hỏi cái máy nó chằng ngay bay cũng nó chặt chuột quá trời luôn cả nhà. Ôi ơi cái cuối cùng là cá đó nó lạnh luôn. Thôi. Cả nhà cho em lựa cái clip này em cũng ấy nhưng mà thật sự không có tâm đắc nổi cả nhà thiệt. Cái máy nó hỏi nó cứ tắt hoài, nó tắt ngang hoài luôn cả nhà, em buồn ghê trời luôn á. Cái máy mình hồi nãy bị hư á cả nhà, không có quay được thành quả. Bây giờ về cái mình chạy như ấy mình bỏ trong cái thao mình chạy oxy nè. Ôi con này trứng không á cả nhà. Bự lắm. Nó dài lắm. Mấy ký lô. Quá trời luôn bụng không. Lắm cả nhà. Lưng nè, bình lưng nè, thấy nó lạnh cái bình lưng nè cả nhà. Một bình lưng nè, 4-5kg vậy đó. 4-5kg lực. Đây là cắm dừa chặt. Đây là tôm tép. Nếu cả nhà thấy hay cả nhà cho kênh YouTube Án Sông Nước Sài Gòn một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha cả nhà. Kênh YouTube Án Sông Nước Sài Gòn, chào tạm biệt, hẹn lại cả nhà sau nha, bye bye.